Quý vị và các bạn thân mến, tối hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2023, trong khi tất cả quý vị khán giả đã chuẩn bị đi ngủ rồi, thì trên công trường cầu Rạch Miễu 2 vẫn đang sáng đèn làm việc xuyên đêm. Hiện tại thì ở trụ B19 phía bờ Tiền Giang, các anh công nhân và các anh kỹ sư của các đơn vị đang tiến hành bơm bê tông vào đốt thân trụ thứ 9 trên tổng số lượng đốt là 32 đốt. Và sau khi hoàn thành đốt thân trụ thứ 8 rồi, nhìn hai trụ chính di văn rất là đẹp luôn ạ. Có thiết kế cầu Rạch Miễu 2 ở dưới thân trụ là to rồi vuốt lên nhỏ từ từ, nhìn rất là đẹp luôn. Và trong buổi tối hôm nay thì các anh đang tập trung làm việc rất là đông trên đỉnh tháp ạ. Vậy thì trong buổi tối hôm nay, quá trình làm việc cũng như quá trình bơm bê tông vào đốt thân trụ thứ 9 ở cầu Rạch Miễu 2 tối hôm nay như thế nào, thì bây giờ mời tất cả quý vị khán giả và tất cả các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha.